Thưa quý vị, nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại văn phòng Thủ tướng Thái Lan ngày 24 tháng 6 năm 2022. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan phản ánh. Tại cuộc hội kiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Thái Lan đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là lĩnh vực năng lượng, ô tô, thực phẩm chế biến, dệt may, điện tử và phát triển cơ sở hạ tầng. Phó Chủ tịch nước cảm ơn chính phủ và chính quyền các địa phương của Thái Lan đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng, quản lý khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan, mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác để bảo tồn và phát huy giá trị của các khu di tích này. Thủ tướng Prayut đánh giá cao đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu, đồng thời chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, bất chấp các tác động của đại dịch COVID-19. Thủ tướng Thái Lan khẳng định luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư và quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa các địa phương hai nước. Về cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, Thủ tướng Prayut nhất trí với đề nghị của phía Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan làm ăn, sinh sống, học tập và làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng. Tất cả các điều kiện đều đã hội tụ đủ để bước sang giai đoạn mới, đẩy mạnh hơn nữa các trao đổi thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Pháp trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19. Đó là nhận định chung của gần 80 doanh nghiệp Pháp tham gia buổi tọa đàm về cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris Interfranc tổ chức tại thủ đô Paris. Phản ánh của nhóm phóng viên Quang Dũng, Mạnh Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp. Theo đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp Việt, từ khi Việt Nam cơ bản khống chế được dịch COVID-19, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp Việt đã nhận được rất nhiều câu hỏi quan tâm đầu tư vào Việt Nam từ phía các doanh nghiệp Pháp. Đây là thời điểm thích hợp nhất để đẩy mạnh hơn nữa đầu tư và trao đổi thương mại với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới căng thẳng vì vấn đề vận chuyển cung ứng hàng hóa, thì vị trí địa lý của Việt Nam là lợi thế cạnh tranh lớn. Hiện tất cả các điều kiện đã hội đủ. Chúng ta đã ra khỏi một giai đoạn khó khăn vì COVID-19 đã chấm dứt. Cần tận dụng khoảng thời gian này, vì Việt Nam có vị trí đặc biệt trung tâm tại ASEAN, nên đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn. Các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam sẽ có thuận lợi lớn về mặt hậu cần. Nhiều doanh nghiệp Pháp cũng nhận định Việt Nam hiện là một trong những điểm đến đầu tư đáng chú ý nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại tọa đàm, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng cho rằng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp đang sắp đón nhận các cú hích lớn hơn nữa trong thời gian tới khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm đối tác chiến lược trong năm 2023, nên các doanh nghiệp Pháp cần tận dụng tối đa thời điểm năng động này để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư hướng dẫn về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước theo Nghị định 31 của Chính phủ, nhiều ngân hàng thương mại đã bắt đầu được phê duyệt mức hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tổng quy mô của gói này khoảng 40.000 tỷ đồng, giải ngân trong 2 năm và sẽ được phân bổ theo sức khỏe tài chính của từng ngân hàng. Nguồn vốn hỗ trợ mức lãi suất 2% là từ ngân sách nhà nước, khối lượng lên tới hàng triệu khoản vay nên các ngân hàng đang thực hiện rà soát khá chặt chẽ. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có thông báo dự kiến hạn mức phân bổ tới 44 ngân hàng thương mại để tổ chức triển khai trong thực tế. Từ cuối tháng 5 đến nay, chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng đang được các ngân hàng triển khai khá quyết liệt. Theo dự kiến, từ đầu tháng 7, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nằm trong 11 lĩnh vực ưu tiên sẽ chính thức được giảm 2% lãi suất vay vốn. Các tỉnh khu vực Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng kéo dài. Dự báo cuối tuần này, nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Về cường độ của đợt nắng nóng này ra sao? Liệu có kỷ lục nào về nhiệt độ xảy ra hay không? Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân của đợt nắng nóng gay gắt tại Trung Bộ cũng như Bắc Bộ thời gian vừa qua là do hai hiệu ứng là vùng áp thấp nóng phía Tây cộng với tác động của hiệu ứng gió phơn kết hợp lại với nhau. Theo dự báo, từ ngày 26 tháng 6 trở đi, bắt đầu xảy ra nắng nóng diện rộng. Tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng gay gắt nhất nhận định từ 28 đến 29 tháng 6. Tuy nhiên, khả năng cái nắng nóng xảy ra, cái nắng nóng nhiệt độ cao ấy, như cái giai đoạn tuần vừa qua ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh miền Trung là khả năng đó không cao. Như trong cái tuần vừa qua ở khu vực Bắc Bộ vào ngày 21 tháng 6 cái nhiệt độ lên tới 40,3 độ ở Sơn Tây, 40 độ ở khu vực Láng.
thì thời gian tới là cái nhiệt độ nó khoảng 38 đến 39 độ trở lại và nó ít có khả năng xảy ra cái nắng nóng đặc biệt gay gắt như vừa rồi. Chuyên gia khí tượng cũng nhận định trong tháng 7, số ngày nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ nhiều hơn tháng 6, nhưng cường độ nắng nóng gay gắt khả năng không cao. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ trở lại. Riêng tại Trung Bộ, vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 39 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Bộ Y tế đã có quyết định về việc thu hồi số đăng ký lưu hành trang thiết bị đối với bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện SARS-CoV-2 chủng loại Lightpower Invasat CoV-2 First RT RPCR Kit của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Bộ Y tế nêu rõ quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này bãi bỏ các nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tại quyết định số 5071 ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế được cấp số lưu hành tại Việt Nam. Tuy tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, nhưng số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tăng cao. Toàn tỉnh ghi nhận gần 3.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 350% so với cùng kỳ năm trước. Đồng Tháp đang là một trong 8 tỉnh, thành phố có số ca mắc sốt xuất huyết cao ở khu vực phía Nam. Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, tình hình mắc sốt xuất huyết trong các tuần kế tiếp có thể tiếp tục tăng cao và diễn biến phức tạp khi bắt đầu vào cao điểm của mùa mưa. Số mắc có thể dao động ở mức cao. Sự duy trì và lưu hành cùng lúc hai tuýp virus Delta 1 và Delta 2 tại đa số địa phương trong các năm gần đây có thể xảy ra dịch sốt xuất huyết thời gian tới ở quy mô khóm, ấp và lan rộng nếu không khống chế kịp thời. Để phòng chống sốt xuất huyết, tỉnh Đồng Tháp sẽ triển khai chiến dịch diệt long quăng, diệt muỗi diện rộng. Dự kiến đợt 1 của chiến dịch diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 trên phạm vi toàn tỉnh. Sau đó sẽ tiến hành đánh giá dịch tễ và triển khai đợt 2 từ ngày 5 đến 8 tháng 7 tại những nơi có mật độ muỗi và lăng quăng chưa giảm. Sau hơn 10 năm từ ngày khởi công, tuyến đường từ trung tâm xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đi bản Cà Mong mới chỉ hoàn thành nền đường. Tuyến đường với tổng số vốn đầu tư hơn 195 tỷ đồng thi công dang dở trong thời gian dài, chịu tác động của thời tiết khiến nhiều đoạn bị sói lở, hư hỏng nặng, không thể sử dụng. Đây là tuyến đường từ trung tâm xã Lượng Huyền, huyện Tương Dương và khu tái định cư bản Cà Mong. Khởi công năm 2011 với kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho người dân bản tái định cư Cà Mong và vùng phụ cận. Thế nhưng, hơn 10 năm nay, công trình mới chỉ hoàn thành trên nền đường. Những kỳ vọng của người dân địa phương cũng tắt dần theo sự xuống cấp của tuyến đường. Được biết, tuyến đường tổng chiều dài hơn 18 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 6 miền núi. Hiện tại, công trình đã giải ngân hơn 72 tỷ đồng, đạt khoảng 37% tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, do thiếu vốn, nên từ năm 2014, công trình phải dừng thi công. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Tương Dương đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cho dừng thực hiện dự án. Hàng chục tỷ đồng ngân sách được giải ngân, nhưng đến nay, tuyến đường không thể phục vụ cho sự phát triển của địa phương. Nếu không được tiếp tục đầu tư, thì đây là sự lãng phí rất lớn. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 6, Hạ viện Mỹ đã thông qua đạo luật quan trọng về an toàn súng đạn lần đầu tiên sau 3 thập kỷ, trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden để ký. Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 234 phiếu thuận, 193 phiếu chống cho dự luật kiểm soát súng đạn. Dự luật yêu cầu tăng cường kiểm tra lý lịch của người mua súng dưới 21 tuổi, phê duyệt gói 11 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho vấn đề sức khỏe tâm thần và 2 tỷ đô la Mỹ cho các chương trình đảm bảo an toàn học đường. Dự luật cho phép tước quyền sở hữu súng của những người được coi là mối đe dọa. Việc kiểm soát súng từ lâu đã trở thành một vấn đề gây chia rẽ ở Mỹ, trong đó nhiều nỗ lực đã được triển khai nhằm đưa ra các biện pháp kiểm soát mới đối với việc bán súng, nhưng không thành công cho đến ngày 24 tháng 6. Năm 2020, tỷ lệ tử vong do súng ở Mỹ đã tăng 35% lên mức cao nhất kể từ năm 1994, với mức gây tử vong đặc biệt đối với thanh niên da màu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày hôm qua cho biết, thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có. Nhiều nạn đói có thể sẽ xảy ra trong năm nay và năm sau, đồng thời kêu gọi các bên cần phải tăng cường phối hợp và đưa ra các biện pháp tổng hợp đa chiều, đồng thời nhấn mạnh việc xảy ra một nạn đói lớn trong thế kỷ 21 là điều không thể chấp nhận.
Cuộc xung đột ở Ukraine đã làm trầm trọng thêm các vấn đề tồn tại trong những năm gần đây như biến đổi khí hậu, tác động của đại dịch COVID-19, sự phục hồi không đồng đều giữa các quốc gia. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay cần phải tái hội nhập sản xuất lương thực của Ukraine, cũng như thực phẩm và phân bón do Nga sản xuất vào các thị trường thế giới. Ngoài ra, cần giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính ở các nước đang phát triển. Theo số liệu mới nhất của báo cáo phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp của Liên Hợp Quốc, trong 2 năm qua, số người bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng trên khắp thế giới đã tăng gấp đôi lên con số 276 triệu người. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, vừa kích hoạt giai đoạn 2 của chương trình khẩn cấp về khí đốt gồm 3 giai đoạn. Bước đường này tiến gần hơn tới việc phân bổ nguồn cung cho ngành công nghiệp. Bộ Kinh tế Đức cho biết các cơ sở dự trữ khí đốt của Đức đang ở mức 58%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số dự kiến sẽ đạt mục tiêu dự trữ đến 90% vào tháng 12 sẽ khó có thể thực hiện được. Nguyên nhân là do tuần trước, công ty khí đốt Gazprom của Nga đã cắt giảm 60% lượng khí đốt qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 đến Đức nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cũng lên tiếng cảnh báo Đức có thể rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và trải qua giai đoạn thiếu hụt năng lượng kéo dài, có thể 3-4 năm, thậm chí là 5 năm tới. Chuyển sang thông tin về thời tiết, ngày hôm nay ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày mai, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Và sau đây là những thông tin thời tiết chi tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 25 tháng 6 năm 2022, phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25-35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24-35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25-36 độ, có nơi trên 36 độ. Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20-32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23-33 độ, có nơi trên 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26-33 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25-36 độ, có nơi trên 36 độ.